chào cô chú anh chị đến với kênh là cây kiểng của tôi cũng như là kênh bonsai mini tên là CT ha. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 4, thì hôm nay con có cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú mình, nó là một cái cặp tinh sa mạc gạo Tân Phú ha. Cặp này thì con lên với giá là 250.000 bao ship nha. Cây thì nó bự hơn ngón tay cái con như thế này, và chi tàn thì rất là ok. Về cô chú mình cắt tỉa đầu lại ha. Đó, đây là mã số 1 ngày 15 tháng 4 nha. Cô chú mình nói ngày giúp con nha, tại vì con đăng nhiều clip thanh lý lắm. Mã số 1 ngày 15 tháng 4, 250. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 ngày 15 tháng 4 nha. Đây là combo 3 cây 86 phôi. Đó, 86 phôi gốc riêng nha. 3 cây này là vườn con giao lưu với giá là 190.000, giá chưa bao gồm phí vận chuyển ha. 190 cho 3 cây linh sam 86 phôi thanh lý mã số 2 ngày 15 tháng 4, cây đang cho ra chi mầm rất là ok. Mã số 2 nha, 3 cây 190.000. Tiếp theo thì vườn con có mã số 3, đó là 8 cây cần thăng ha. Thì con quay cho cô chú xem và tham khảo nha. Đó, 8 cây cần thăng. 1 2 3 4 5 6 8. Rồi, 8 cây cần thăng này con giao lưu với giá là 360.000, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Thì cô chú mình có nhu cầu mua thì liên hệ vườn con qua số điện thoại là 0387849762 gặp Mẫn ha. Đó, 8 cây 360, chưa bao gồm phí vận chuyển, cây rất là ok nha. Con tặng thêm một cây này nữa nè, là 9 cây ha. Rồi, cảm ơn cô chú mình đã xem kênh và ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất nhiều. Thì con cũng xin kết thúc và tạm dừng video tại đây nha. Con xin mến chào ạ.